Trong dân gian có một cái bệnh mà chúng ta gọi tên dân gian là bệnh dời leo. Thì không ai biết con dời nó ra làm sao cả, nhưng mà đây là một cái bệnh lý gây ra do một cái loại virus, và cái loại virus này thì khoa học gọi là virus gây bệnh zona. Cái bệnh zona của chúng ta thì nó có cái điểm đặc biệt là sau khi chúng ta bị nhiễm virus một lần thì thường các cái virus này sẽ tồn tại lại trong cơ thể của chúng ta suốt đời, và căn bệnh dời leo có thể tái phát nhiều lần, bị tới bị lui tùy vào cái tình trạng miễn dịch của cơ thể. Các virus này sau khi vào trong cơ thể thì sẽ gây cái tình trạng tổn thương dọc theo các cái dây thần kinh của chúng ta, và dây thần kinh này là dây thần kinh cảm giác, cho nên bệnh của mình nó đau kinh khủng. Các cái biểu hiện đầu tiên của bệnh nhân là mình thấy bệnh nhân sốt nè, ớn lạnh nè, rồi có thể có những cái triệu chứng viêm lông với đường hô hấp trên như là chảy nước mắt hay là sổ mũi hay là ho nhẹ gì đó. Ở trẻ em thì cũng có thể thấy các cái triệu chứng như là tước, đi tiêu phân lỏng, rối loạn tiêu hóa, nôn ói vân vân. Và sau cái thời gian khoảng chừng 2-3 ngày bị cái triệu chứng ban đầu này thì chúng ta thấy các cái bóng nước sẽ xuất hiện, và cái đặc điểm của bóng nước là xuất hiện dọc theo các sợi dây thần kinh. Và bởi vì cái tình trạng viêm dây thần kinh này nó chỉ xảy ra ở một bên cơ thể, do đó chúng ta thấy là các cái bóng nước sẽ xuất hiện ở một nửa bên trái hoặc là nửa bên phải của cơ thể mà thôi, dọc theo các cái sợi dây thần kinh. Thì các cái bóng nước này lúc đầu thì chỉ chứa các cái virus zona, nhưng mà sau đó khi nó vỡ ra, nếu nó bị bội nhiễm kèm theo thì sẽ chuyển thành các cái mụn mủ, và cái mụn mủ này hình thành các cái áp xe nhỏ. Nếu như chúng ta không điều trị khéo léo thì có thể để lại các cái vết sẹo sau khi mà nó lành. Và cái virus zona này như chúng ta biết là nó gây tổn thương trên các cái dây thần kinh. Do đó nếu như mà chỉ là các cái dây thần kinh ngoài da thì triệu chứng khó chịu nhất của bệnh nhân chỉ là đau đớn mà thôi. Nhưng nếu như đây là cái tình trạng của các cái dây thần kinh nằm ở trong sâu, dây thần kinh trung ương, thì bệnh có thể dẫn đến cái nguy hiểm về tính mạng. Ví dụ như bệnh nhân không thở được hay là bị viêm cái thần kinh cơ tim chẳng hạn. Thì đối với bệnh zona thì như Phi nói là chúng ta khó điều trị triệt để, là bởi vì sau một cái đợt phát bệnh mà chúng ta đánh thuốc xong á, thì các con virus này thường nó sẽ rút vào và nó cư ngụ thường xuyên trong các cái hạch thần kinh. Đến khi nào mà cơ thể chúng ta giảm miễn dịch xuống thì virus này lại quay trở ra bên ngoài, sẽ gây viêm các cái dây thần kinh ngoài biên trở lại. Chính vì vậy với những người bệnh nhân bị zona thì ngay trong cái đợt cấp thường chúng ta phải điều trị tích cực bằng cả thuốc uống lẫn thuốc bôi để mà tránh cái tình trạng virus này nó gây viêm nhiễm ở các sợi dây thần kinh trung ương, có thể nguy hiểm đến tính mạng. Và ngay cả ngoài cái đợt bệnh thì chúng ta cũng phải lưu ý là chúng ta phải giữ cho cái hệ miễn dịch của mình được khỏe mạnh thường xuyên, bởi vì các cái bệnh cơ hội hay là khi mà chúng ta yếu đi bởi vì cúm, bởi vì các cái tình trạng lạnh quá độ hay là thay đổi thân nhiệt đột ngột có thể làm cho cái virus tái phát, và chính cái tình trạng hệ miễn dịch suy giảm này có thể dẫn đến các cái biến chứng nguy hiểm của cái bệnh zona nhiều hơn. Thì trong cái đợt cấp của zona thì dân gian có rất nhiều cách điều trị, ví dụ như là nhai đậu xanh đắp lên cái vết zona này, hay là bôi lá mướp, hay là bôi một cái loại mật tàu gì đó. Thì cái điều này hết sức nguy hiểm. Tất cả mọi người khi đã có triệu chứng của zona thì chúng ta phải đến khám và điều trị ở một cơ sở y tế với các loại thuốc được ghi toa đàng hoàng, là bởi vì bản thân cái virus zona nó cũng có thể gây cái tình trạng nguy hiểm đã đành. Khi mà chúng ta bị zona thì các cái tình trạng bội nhiễm đi kèm theo nó tăng lên, và tất cả những tình trạng bội nhiễm này có thể dẫn đến những cái hậu quả đáng tiếc nếu mà không xử trí đúng đắn ngay từ đầu. Thì zona là một bệnh khó trị nhưng không phải là không trị được. Mặc dù chúng ta phải sống chung với căn bệnh suốt đời, nhưng mà cái việc sống chung này nó sẽ diễn ra một cách hòa bình nếu chúng ta có cách điều trị hợp lý và đúng đắn đối với bệnh zona.